Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Barrett Penny, một khẩu súng mới. Và nó có một cái kỹ năng đặc biệt, đó chính là khi các bạn snipe ý, thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển. Mặc dù mà trúng hoặc không trúng thì nó vẫn vậy thôi. Vâng, có một người đã biết mình. À, vứt bom làm gì thế bạn ơi? Đi theo team ấy, tụi nó toàn vứt bom ạ. Cạn lời, cứ mang thôi. Trời ban lọc cho thằng nào thì thằng đấy cứ mang thôi. Vứt ra làm cái gì? Rất khó, không có thằng nào lên khu vực A để canh nhỉ? Thật là hư cấu. Chả nhẽ A trống à? Rồi, một bà đã phải nằm xuống. Tại vì lồi lõm với anh em chúng tôi. Kênh mic rất là đông. Rồi, đúng rồi, 3Z nè. Tính như kia hình như cũng cầm 3Z hay sao ấy. Bị thằng team mình nó đục liên tục. Và giết được. À đủ, hình như là thằng kia nó giết được cái thằng bên team mình. May quá, bạn kia nằm xuống để mình kill lại. Chứ không thì nó bắn mình thì thôi. Đen. Vâng, người ta gọi là hay không bằng hên. Đấy, một chút gì đó ăn may đã giúp mình kill được cái thằng kia. Chứ không thì pha đấy nó ngắm vào mặt mình thì thôi. Đi luôn. Đâu rồi? Rồi, không có. Nó định mệnh đùa. Sao lần nào ngắm cái khu vực bonsai A nó cũng không có thằng nào ấy nhở? Và khi mà lên chỗ cao thì lại thấy à đây rồi, đây rồi. Cầm cung đứng lộ liễu thế bạn ơi. Tự dưng đứng tựa mic gì vậy? Hay lắm bạn ơi, cảm ơn bạn nha. Một pha cứu mạng rất là nhanh đến từ thanh niên Land God. Ôi, nó double kill rồi kìa. Đâu vậy? Mình sẽ kênh ở đây. À, lao ra. Càng thế, thì biết ngay. Kiểu gì ở bên bên B nó kênh nhau bên B ấy. Ấn ET à, rồi tôi xong rồi. Đậu xanh đừng hiếp mình nhá. Mình sẽ vẫn qua cái khu vực này mình kênh. À, này thì lòi một thằng ra rồi này. Nãy giờ kênh mới la liếm được một thằng. Chứ hai trận trước thì như là mình không la liếm được thằng nào ở khu vực sai A. À có chứ nhở. Đoạn đầu tiên thì mình la liếm được cái thằng snip trên khu vực cao. À thấy rồi. Úi dồi. Này đi lấp ló cái đầu này. Tuy nhiên cạn lời. À đây đây. Úi dồi. Làm gì mà căng vậy. Đậu xanh nó nữa. A hoặc A các bạn ơi. A kìa. Khu vực bom sai A qua. Cạn lời. Cái pha, đáng nhẽ cái pha nó cầm cung là mình giết nó rồi. Tại vì thằng đấy nó cũng ngáo. Khoảng cách xa như thế mà không biết nó bắn kiểu gì, nó bắn không tới anh em ạ. Mà khoảng cách như thế thì không nên cầm cung. Rồi thằng này bắt đầu lạm dụng cây cung rồi. Giết nó. Cái tội lạm dụng cung này. À, thôi cho mình xin lỗi, mình nói sai. Rồi. Đi luôn này. Cái tội đứng đứng vào cái chỗ mà thằng này nó thấy mình nãy thấy mình là la liếm cái chỗ này quen rồi. Nó quen đường cũ nó la liếm lại chỗ của mình. Rồi thằng nào dám vào khu vực xa. À. Làm gì mà căng vậy? Có mình ở đây, đừng có xoắn hết cả lên. Đâu rồi? Rồi. Nó ăn sạch team mình. Hay lắm. Hay lắm các bạn ơi. Này thì la liếm khu vực B này. Thích nữa không? B2. À còn một thằng nữa à? Ok. Rồi team mình bay sạch rồi. Anh em ơi, bắn kiểu gì đấy để người ta clear team thế này. Mình sẽ khu vực qua bên này. Ôi giời ơi. Đậu xanh nó nữa. Bắn hay vậy. Anh em like rất là nhiều nhưng mình đã phụ tấm lòng của anh em rồi. Tức quá. Bọn kia nó bắn kiểu gì hay nhở? Không công nhận là cây cung bắn cũng ghê nhá. Đừng có nhờn nhờn với cây cung. Mà pha đấy mình lag thôi. Mình pha đấy mình né ra rồi mà vẫn bị ăn cây cây cung mà. Đen quá. Anh em bắn hay quá. Rồi bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh mà bắn. Làm gì mà căng. Rồi thanh niên NB à, Vi đã phải nằm xuống rồi. Ôi giời ơi, đậu xanh kênh vào cái lỗ đấy rồi không ăn được.
thật là hư cấu. Cạn lời, Barret Penny kìa bạn ơi, nhặt mà la liếm. Cân hai đi, cân hai đi, cố lên nào. Nốt trận này chúng ta sẽ cùng làm thêm một trận nữa. Hình như trong khu vực Saya có kìa, mình cảm thấy quen quen. Bọn này nó sẽ kênh bom thôi. Kênh bom là chính. Ăn mạng là 10. Đấy, có sai đâu. Khôn lắm cơ. Ok, nó sẽ bật kèo ấy. Đừng là nhẹ dạ cả tin mà bị chúng nó lừa tình. Cứ đứng đây và thẩm du thôi. Đủ ném bom cơ, ghê đấy. Ghê đấy bạn ơi. Cứ lao lên, trời ơi, chết rồi. Làm gì vậy bạn ơi? Đứng đấy làm cái gì? Cầm cái cung. Không biết là giết được người ta không? Rồi xong rồi, em đẩy sạch rồi. À trận này nó sẽ đẩy nó sẽ đẩy B. Bọn kia thì móc lên B. La liếm sạch. Mình nghĩ là như thế. Mình nghĩ là cái đường bọn này tấn công là như thế. Đấy, anh em cứ đi vào đường B cho xem. Đấy, bọn nó sẽ đi vào đường B, mình đứng đây la liếm thôi. Á đủ. Đi vào đường B mà đẩy này. Ừ nha, đẩy lên kẻo có thằng đẩy từ A sang sấp mặt đấy. Thua đúng rồi. Ai bảo tập trung bên B đông làm gì? Cứ A thì thả trống, B lại đông, bảo sao không thua được. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha. À nó để trống mà. Anh em mình thì biết bài rồi. Nó cầm đua TMP nó lên nó đẩy bay luôn. Nói chung là thủ mà thủ cả team ở bên side B mà lại không cản được cái team mình. Khá là đen. Thực sự khá đen luôn đấy. Vâng, hai trận sau thì mình không la liếm được gì, vẫn là 7 mạng. Nhọ quá đi à. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mình thì mình đi cùng team. Rồi, thôi xong rồi, bão sa mạc cũng được. Team này thì team linh tinh thôi. Mình mời mấy cái thằng bạn linh tinh vào thôi. Với lại trong clan nữa. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng lên trên chắc là lên trên khu vực HL để kênh người. Đấy, Snit thì cứ cầm ra đây ngon lắm. Đâu rồi? Kênh ở đây và kênh ở phía hầm nữa. Rất là tuyệt vời. Đấy, lòi ra hai thanh niên này. Ôi giời ơi, Snip không kịp rồi. Mình Snip chậm quá. Này thì nấp đây này, yếu rồi. Hey, cứ ngồi kênh một tí thôi. Hai con hàng nó lòi ra ngay mà. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lên đây. Vừa cờ ghép rank. Ghép rank hay lắm. Lại nát team nữa rồi. Anh em bắt đầu nghịch ngu nữa rồi. Cứ bắn với team bình thường anh em nghịch ngu nhiều lắm. Đấy, cứ qua lại sấp mặt rồi. Cứ bắn thì không bắn theo kiểu chuẩn xác. Đấy, cứ lao vào khu vực hầm cho lắm vào. À, Snip. Đấy, thôi, chắc mình không đọ Snip với lại thằng kia. Tại vì nó ke tâm sẵn mà. Mình dễ sấp mặt. Phát đầu không trúng thì thôi. Nó ra nó ke tâm thì mình không ăn được. Nếu mà pro, còn nếu Vega thì mình không biết là như thế nào. À, lượm bom. À đủ, thằng này còn nửa cây. Này thì, đậu xanh. Cầm Snip vào như thần vậy. Chắc có lẽ bạn ấy nghĩ đây là trốn không người. Còn là trong khu vực A này. Ôi giời ơi, đông thế. Rồi, 49 tiết, té thôi. Làm gì mà căng. Anh em đẩy đây nào. Mình thì mình đứng đây, mình sẽ móc. Đấy, ra đây. Ơ, đậu phộng nữa. Cạn lời. Sao có một thằng ở trong trong size A nhỉ? Thật là hư cấu.
không biết là nó làm gì trong cái khu vực hotel. Khô lời. Rồi, nhảy xuống này. Ngáo quá. Cái thằng kia thì nó ngáo hơn mình. Thế đích nào. Mình lại bị nó móc. Mà bị móc bằng lục nha. Nó bắn kiểu gì hai phát chết thì phải. À pha đấy mình yếu máu mà. Một phát chết. Còn ba mươi mấy tiết thôi. Mình tính là mình lên trên này mình đợi thằng kia lao ra thôi. Để mình ăn. Không ngờ được là thằng đấy nó vào nó quay tay trên cái khu vực không theo. Chết này. Ăn dễ mà. Ăn dễ mà. Con này ngáo không à. Ăn dễ quá. Ghê cái gì. Toàn óc lợn. Đen cho team bạn rồi. Team bạn toàn ấy quá. Cố lên, chúng ta sẽ đẩy nhanh thắng nhanh nào. Đừng để lâu dài. Mày ốc bò. Team người ta bắt đầu lộn xộn về đội hình rồi. Vẫn ăn được, vẫn đẩy được. Ở trên khu vực hồi sinh có người đấy. Bên team nó bắt đầu lộn xộn với nhau rồi. À, cái snip mà tăng tốc độ di chuyển này nó rất là phê nha em ạ. Đấy, lòi lòi lòi. Lòi cái mặt ra. Lòi cái mặt ra này. Tích độ à. Tuổi gì. Đùa, á đồ. Đậu xanh toàn bị thằng này móc nha. Cái thằng kia nó vẫn tích độ, không biết nó cầm cái khẩu gì. Chắc là khẩu lục. Đùa thật đấy chứ. Sao mà ăn được. 3Z thì nó chơi một viên là ăn một mạng. Còn cái khẩu lục mà bạn cầm thì không biết là bao nhiêu viên mới giết được mình. Nói chung là khoai. Thế thôi. Mình toàn bị thằng kia móc nha. Được lắm. Mình sẽ kênh. Đậu xanh tức rồi. Tao sợ mày quá cơ. Có thằng đi bên này sao lại mình lại bị móc nhỉ. Thật là hư cấu. Hay là nó móc từ khu vực mic ta. À, lao vô. Lao vô này. Đua TMP à. Hay gì vậy. Hết cả hồ. Lao vô đây. Mình còn 6 tiết thôi. Thì mình sẽ không đánh cược số phận của mình. Mình sẽ bắn chắc chắn hơn. Chắc chắn là trên khu vực xa rồi. Không có. Nhưng mình vẫn vào đây để kênh cho chắc chuyện. Ôi giời ơi, đông vậy. Rồi ném bom luôn mới ghê chứ. Flash. Rồi té té té. Làm gì mà căng vậy. Đấy, cứ vào đi. Cứ chiếm khu vực xa đi. Đấy giời ơi, không trúng kìa. Đâu rồi ba? Nó bị đâu vậy? À, vẫn còn bom mà ném này. Thằng này nhiều bom ấy nhở. Đậu xanh. Rồi mình còn 6 tiết thôi. Bọn này nó tuy là gà, nhưng nó chỉ cần bắn linh tinh thôi. Nó bắn giật mình thôi. Chỉ cần một viên nó găm vào người mình thôi là mình phải nằm xuống ngay đấy. Thì bắn phải chắc. Mình không muốn chết bởi những pha như này. Chết đó là hư cấu. À đặt bom. Này đi. Ôi giời ơi, thằng này bắn không trúng mình. Thật là hư cấu quá đi à. Đẩy lên đi bạn ơi. À đủ. Gì đấy. Trời ơi, ném khói vào. Thật là nhiều bom vậy. Đậu xanh bọn này nhiều bom ác luôn ý. Trên này, trên này, trên này. Còn một thằng trên này. Ơ, đâu rồi. Không biết là nó đâu rồi nhở. Nó chạy đâu ấy. Vâng, thằng đấy cài bom xong là bỏ của chạy lấy người. Cạn lời. Hay là thằng AFK trong nhà còn một thằng cài bom, một thằng lúc nãy ta. Mà không hiểu tại sao thằng đấy nó nhiều bom phết nhầm ạ. Cứ bom là tứ táng liên tục thôi. Khô lời. Đấy, cứ lao lên cho cố vào. Rồi cứ để sọ nó găm thôi. Không nhiều. Solo đi. Team bạn chửi nhau kinh quá. Các bạn ơi, bắn C4 thì không nên chửi đồng đội. Tại vì khi mà chửi thì nó rất là ức chế. Và như thế thì càng thua nhanh hơn thôi.
Nó toàn hay sọ mà, không hiểu tại sao bắn toàn hay sọ. Dạo này mình đi range mình cũng thấy bắn toàn hay sọ nha. Chả hiểu luôn. À, đây rồi. Mới liếc mắt qua một giây thôi. Làm gì mà căng vậy? Còn hai thằng nữa. Đâu rồi? Vâng, thì mình nghĩ thắng thôi. La liếm này. La liếm này, bom trời ơi. Được một bom à rồi. Cứ mình gặp thằng nào thằng đấy là nó cứ tương bom vào mồm mình. Khô lời. Đấy, cứ vào đi bạn ơi. Mình ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Còn một thằng nữa thôi, mình nghĩ là bọn nó sẽ không thắng được đâu. Khoai lắm. Không biết còn thằng nào nó tấn lên cái đường này nữa không? Hay là chết sạch rồi? Thằng kia chắc đang ngáo ngơ ở cái phương hướng nào mình cũng không biết luôn. Giờ mình sẽ đi tìm. Còn 30 giây nữa. Chết thì lên nhanh nhỉ. Cứ đứng thủ ở nhà. Đâu rồi? Lâu quá đi à. Lên thì lên, không lên thì thôi. Thoát đi. Đậu xanh bắn mà cứ 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 như này sao chơi. Rồi. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.